Xin chào quý khán giả của Hồ Trâm Official. Tính chào kênh con gái Hồ Trâm đây. Cả nhà ơi, ngày hôm nay Trâm đang dẫn mẹ Tính qua cái ngôi nhà mà Trâm mua, và Trâm muốn nói cho mẹ Tính biết cái nhà này là chắc mẹ Tính không biết đâu, bữa nay hết hồn luôn, dẫn qua là hết hồn luôn. Ngày mai bé Trâm sẽ có một phiên live rất là lớn tại cái ngôi nhà của Trâm. Thì mọi người muốn coi livestream săn đồ, đồ gia dụng này, mọi người qua bên TikTok Hồ Trâm có tí xanh nè. Hồ Trâm Hào có tí xanh, cả nhà qua bên đây giùm em nha. Đó, ngày mai bé Trâm live từ 10 giờ trưa cho tới 1 giờ sáng ngày hôm sau luôn. Rất là nhiều đồ gia dụng đẹp một hồi nữa Trâm cho mấy chị coi. Đi mẹ đi vô, cái nhà con mới mua đây nè. Thì con mua con đâu cho mẹ biết đâu. Cái nhà này con nói chung là nguyên cái con chứ như coi nè, con mua luôn rồi mẹ đi đi. Em quen đi khoảng tầm 100 tỷ á. Trời ơi, sao con giàu vậy trời? Sao? Trời ơi, con nát dữ vậy mà sao tiền đâu mà con mua? Ủa, có 100 tỷ thôi mà mẹ. Trời ơi, chắc là tiền quá không? Tiền cái tiền ở đâu mà con mua dữ vậy? Nữa không? Không nỡ, con nói tiền 100 tỷ không có gì đâu mà. Nhẹ nhàng mẹ sao á. Lại quá khúc này nè. Đó. Phòng ai chỗ nào ta? Phòng hạt cả nhà 3 tỷ rồi nè, 10 tỷ. 20 tỷ. Ô, hạt cái tính rồi thôi. Thì không có. Có chùm chị cái nhạc kia được không? Đang quay tắt nhạc chùm cái. Ở đây con xây khoảng 80 năm ta, 80 năm cái nhà. Trời trời trời, cô này nó động manh măng này. Mà thiệt thắng. Chứ con nói xài chơi trời, nhà con mới vô, con lộng hành, con vô gậy chứ. Cho mẹ Tính vô đây nè, vô. Đó, vô, đây đây, đây cái nhà của con luôn á. Nhà của con luôn á. Từ ngoài kia vô là nhà con hết á. Trời ơi, nó động rồi, nó cực quá nè. Anh em cửa cho anh em kia vô giùm em á. Cái này giống cái nôm ghê con. Cái gì nữa? Cái nôm á. Cái nôm gì? Mật cá. Ấn lạnh nè, cái đèn của người ta kêu giống cái nôm mật cá. Tôi sợ luôn á. Đó là ở đây đang quá à. Hồi nãy ngoài đầu giường vô nói là cái studio này là của tôi nhà mới mua, không tin. Hỏi mua vô trên căn thử, kiểu. Cái tiền tao giữ cho con, đúng không con? Dạ. Có chứ con. Trời ơi, ngay xỉu luôn cả nhà. Quá kỳ rồi. Đây nó bị bang không ta? Alo, alo, alo. Nó sợ bị bang. Em kêu bước. Em ngồi đây là rồi. Có mà. Nghe lời. Đèn này mà thấp vậy là ai mà còn là gì? Thiệt. Đây cho nguyên dàn bật đồ mà ba hết rồi đứng đứng trong đây đi, kéo ra một cái bắt đầu mở nhạc rồi quê lên, kiểu mà quê lên ra nhảy vậy đó. À, mày tính ra hết bài liền. Mất người sớm bắt hết mẹ. Bây giờ tập mà, tập sân khấu. Tập sân khấu không? Ai mà đừng đứng. Có loa không biết cho mẹ này, có loa không biết cho. Cái nhẹ đi. Để cái nhẹ đi. Khó khăn là bấm chuyện á. Đem loa theo. Đem cái loa với lại cái micro theo. Đó, là tới cái đoạn là tới chuyển đổi qua miền Trung á. Là mở rèm ra một cái là mẹ Tính vô. Mẹ Tính đứng lên, tụi con đứng mà nhảy nè. Đúng rồi, mẹ hát bài nhảy, nhảy đó. Đó là mẹ hát bài. Mẹ muốn hát bài gì? Mẹ hát bài Việt Nam á, ngày xuống quắc nhảy. Rồi, remix đúng không? Remix luôn. Rồi, remix luôn, ok. Rồi giờ tập nè, tập nè, tập đi ra rồi con chỉ chỗ cho đứng nè. Rồi, kéo rèm. Rồi, rèm nè, buông rèm ra một cái, mẹ ra trước á. Rồi, mẹ ra đây. Mẹ đứng ra đây nè, cầm cầm cái đi. Ra hát lên rồi, ba. Ra chị Tính. Mẹ Việt Nam mặt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Người mình nhà đổi mắt lắm tay, nghe tiếng con vẫn còn
ơi, ngày mai ngày mai, ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai, xin em đừng tình nào không vào đam mê, anh xin em nhớ trọn lời thề. Theo giữ tròn tình quê. Chào hát à. Nè mẹ ra là phải vừa hát vừa nhảy chứ mà đứng nào là đứng mà sao mà nhảy rồi. Ấy là vừa hát vừa nhảy chứ không phải đứng im hết thôi nha. Để theo nhịp đó nghe. Ngày mai mẹ tính giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Đó, là người giữ cho lượt view ổn định nha. Đó. Kéo rèm ra một cái là mẹ hát rồi lên nhạc một cái hát nè. Lúc ở trong rèm á là vẫn còn mở nhạc nha em. Dạ. Đã mở nhạc rồi. Vừa mà cầm cái nhạc sẵn rồi, cái mới sẵn nhảy rồi, khi nào mà hát luôn. À, đúng rồi, khi nào mà nghe từng 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 một cái kéo này một cái thì còn hết cả chị sáng mai lên sớm tập lại một lần nữa đó mẹ. Đây cả nhà, ngày mai Trâm sẽ có một phiên live lớn đó cả nhà, live 15 tiếng à, thì ngày mai sẽ live và một đội bối cảnh rất nhiều, cho nên là đây sẽ là cái phần live riêng. Ô tà sao anh mẹ đang là từ mình chưa có không? Không cái này nó nhỏ hơn, cảm giác ngắm cũng không đỡ bèn thôi. Như bên kia nó to quá. Đây cái màn hình là màn hình để mình đọc đúng không? Màn hình live rồi chị. Tôi chỉ mà muốn coi thử là lên hình da giả đồ được đẹp không thôi. Đây nè, quan trọng cái camera như thế nào thôi. Thì từ cam như thế nào thì nó sẽ vô màn hình này cho chị xem. Bây giờ mình lên thử trước được không? Tí nữa tụi em sẽ thấy xong. Rồi còn cái một cái này để đặt cái gì? Là cho các sếp xem. Cái màn này là của riêng chị nè. Rồi thay vì cái màn bé này. Mình sẽ mình có một cái laptop hay một cái gì đó để trên bàn để cho mọi người đọc. Có chị. Rồi yếu rồi đâu, cũng đó rồi. Trốn hết, đưa qua. Lấy ra một cái ăn. Cái này cái gì? Để hôm nay đây, trường hôm nay có rất là nhiều đồ ở cả nhà. Nhiều đồ để like đó. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều hàng của thương hiệu Sơn Hào nè, thương hiệu Sơn Hào nè, à Be nè, đồ của Be nồi nấu chậm nè, đã bếp điện từ, bếp phòng ngoại nè, đồ của Kangaroo, thương hiệu Kangaroo, à Toshiba, Motoshi, à Fuji Home, Gumi, Masato, rồi à Gumi, Gu khẩu trang căn nước Gumi 6A, đâu khẩu trang đâu rồi, bưng thùng khẩu trang vô đây luôn nè em nè, đã khẩu trang đó là bây giờ mình phải đi làm mình dán ra luôn đi. Nhiều phòng, nhiều đồ cho đem qua lắm. Bán ở đây luôn hay không? Gì mẹ? Bán ở đây luôn hay không? Mẹ bán quá mà, mẹ bán không kịch lộn quá. Mẹ bán kịch lộn. Nơi người ta thiết kế lên cái khung cảnh quê luôn. Mai đây có máy lạnh luôn đây. Trời nóng mà em thấy. Đây, đây khung cảnh L'Oreal Paris nè cả nhà. Mai có là những sản phẩm của L'Oreal nữa nè cả nhà nè. Nhiều lắm. Đó, dầu nào là dầu tẩy trang, sữa rửa mặt rồi rất nhiều cái này, này là của IWB, cái này là tả IWB, Lê Anh đang xài tả này luôn. À, ngày mai Cầm sẽ lai tả này. Đây Be nè, một thùng đồ của Be cả nhà, rồi có của máy ốc bụi Z nữa, nhiều lắm. Ngày mai dường như là hơn 200 sản phẩm và rất nhiều nhãn hàng. À, đa phần là những nhãn hàng nổi tiếng. Ngày mai có cả điện thoại Samsung nữa nha cả nhà. À, ngày mai có cả điện thoại Samsung nè. Rồi bây giờ thì mọi người bên công ty đây mình lên cuối cùng không có ai là sao? Có vài người ở đây thôi. Tưởng tối nay tập hợp đông đủ lắm. Đây đi, chị coi thử ngày mai có điện thoại gì nè, cái nhà. Ngày mai sẽ có điện thoại Samsung, mẹ lấy giấy hỏi mẹ nè, kiểu nè. Để mẹ nói nè. Dạ mẹ, thích này không?
nè, điện thoại Samsung nè. Đây, ngày mai có bên nào Samsung qua không em? Thằng Bi nó là con, nó làm cái mạng nó nứt ở đây con. Không, cái mạng nó nứt thôi nè. Đây, Samsung nữa nè cả nhà. Samsung A34 5G đó nè. Rồi cái này quay lẹ đi, quay lẹ đi. Bao nhiêu người ta đang mong chờ iPhone á. Màu tím đẹp con em. Màu tím màu phai môn này cầm đi nè. À, đẹp quá cả nhà. Đó, thích iPhone không? Thích Samsung không? Ngày mai mua một cái nè. Đây Samsung này, điện thoại Samsung bữa trước Trâm đã bán được 14 cái. Bé Trâm đã bán được 14 cái Samsung rồi. Quá cả nhà. Cái này dám cái con mua cho mẹ hả? Không, cái mua cho mẹ là khác nữa. Đời đời thấp hơn rồi. Mẹ ra nó ra đời mới rồi mẹ. Đây là cái mà mắt ơi là mắt ơi nữa nè. Galaxy hả? Đây, ồ, ở đây Samsung Galaxy. Wow, màn hình gạch này mấy chị ơi, rất rất cái. Đây. Cái đó gạch luôn đi con. Đúng rồi, qua YouTube. Đây, ngày mai có chân ra gối đệm nữa nha mấy chị. Những chị nào muốn săn đồ của bé Trâm thì cả nhà hãy vào TikTok của Trâm. Ồ, bé Trâm nào có thích săn để mình săn đồ nha. Tại vì cái này chị bán ở bên TikTok thôi, không bán bên YouTube nha mấy chị. Cả nhà nhớ ngày mai đón xem nha cả nhà. Đây, có chân ra gối đệm. Cái gối đệm của Thụng Việt á, Thụng Việt á. Rất êm, cái này bán nhiều rồi. Trời ơi, thì là IWB nè cả nhà. Bảo IWB nữa nè. Ngày mai là có cả cái em lắm ở nhà, có nhiều lắm để bữa này về con cho đem về. Đây nè cả nhà, loa nữa nè. Cái này loa là gì đó ta? Ồ, cái này là không phải loa. Cái này là lọc không khí. Máy lọc không khí của UV Green nè. Cái máy hút bụi nè. Nhiều lắm cả nhà ơi, đồ không thể nào mà tưởng tượng được. Nè, có nồi cơm điện nè, có bộ nồi của Senhao nữa nè. Có thương hiệu Senhao nữa cả nhà, gồ Senhao nè. Senhao là thùng 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 luôn. Toàn là bé Trâm, nói chung là bé Trâm được một cái, bé Trâm là cái người rất là kén chọn. Bán sản phẩm cũng chất lượng không mà, chứ không có bán dám bán tầm bậy tầm bạ. À, những sản phẩm, những nhãn hàng nổi tiếng, sau đó là bên xin nhãn hàng người ta cho mình deal rẻ. Rồi voucher của TikTok cho nữa thì sẽ mọi người áp dụng vô sẽ rất là rẻ luôn. Cho nên là mọi người ngày mai nhớ đón xem nha. Với con ghé là thẩm giảm giá luôn. Em có kéo không em cho chị mượn? Chắc các bạn nó cái khỏi quá anh ta. Lấy mỗi tấn cách dán lên cái này nè. Mỗi tấn một màu ra để dán lên đây. Bao nhiêu màu nữa? Rồi bao nhiêu màu, đây là bóng trang 5D. Nhiều màu dữ vậy hả? Chắc là mượn. Khẩu trang ngày mai có bán khẩu trang 5D, 6D, 6A, 9D bán rất nhiều. À, còn một cái chỗ để mà làm sinh nhật nữa. Anh hai like, nói chung có người like phụ. Anh hai chị hoặc là chị Diệu vô like phụ. Rồi đó con Diệu mà like ấy. Là có người nói rồi đưa mặt ra nói thôi. Đúng rồi. Thì giờ lúc đó là ghim nổi trang lên giọng nói. À, khoảng 5-10 phút thì xong rồi chị vô. Không ra tay đồ thôi cũng nhanh rồi.
Nói chung là phải có chị chứ mà chị ao ra 50 phút một phát là tụt vía liền. Người ta biết mình vô tay đồ mà đâu có mình xuống live đâu. À, với lại ngày mai trong đây mát không? Ngày mai trong đây mát không? Đúng rồi chứ nóng chịu nổi rồi. Nóng nó nổi. Nấu giá uống vô con à. Táo nào gì nấu giá. Mai đứt giá liên tục để ra chứ 15 tiếng á. Mai lại 15 tiếng hả cả nhà. Rồi mai nhớ đem cái ghế xếp ngày xưa mình đi quay phim cà phê nhớ không? Đem cái ghế xếp bỏ lên xe luôn. Để có gì mai mẹ mệt mẹ nằm. Được không mẹ? Được không? Mai sẽ có mấy ghế sofa cho mọi người nghỉ ngơi. Không đem cái mấy ghế tại vì đi quay phim thì có cái ghế hay nằm lâu lâu vô đi chơi với ghế cho vui không có mệt gì cả nhà. Tại vì mẹ tính là tầm khoảng 7-8 giờ mới tính mới like lận. Này có tờ giấy không ghi cho anh bút tông lên đó mấy cái bảng đâu em mấy cái bảng của mình để đâu rồi mấy cái bảng của bút giang à nó làm sẵn luôn ta lấy ra mình lấy ra mình đưa đây đưa ra cho con đi đưa ra mình vô lên thôi chứ lúc mà bán cái máy này là anh hai rồi tất cả mọi người vô đứng sau phụ vô lên nè màu gì nè bao nhiêu màu nè đứng mình vô lên gửi ra không gửi này ra mày gửi ra giùm con đi ăn đỡ đi em ơi chứ nãy chị đi đường không biết cái gì ăn mua đại còn một từ lúc sáng rồi ăn được cơm gà chi lê đây con ăn quá nhiều rồi chuẩn bị không ai xong rồi á, chị em ghi một tờ giấy trắng đó giùm em nè, ghi vô là không gỡ hai, không cái gì á, không kéo ngược hai cây để mở khẩu trang. Còn ngày mai vô liên tục luôn chứ không mấy người mọi người lại không biết nữa. Khẩu trang nào nó cũng ép miệng là cho nó 5D khẩu trang 5D không để làm cũng xịn hơn bên chỗ mấy bữa mình bán luôn đó. 5D xịn hơn, về hơn mấy con, có thằng về hơn. Nó mà cái này mày để tắt đi cho tôi chọn này. À, lấy băng keo quấn vô mẹ tính ở chơi tới 1 năm lượng với chị à đợt này vô chơi cũng lâu á lâu quá chứ con hả gì mẹ mới có mấy nhà mà lâu còn nhiều lắm mẹ mời nhiều mẫu rồi tám màu trời ơi đủ màu dữ vậy người này màu cát em gì giống màu cái tám màu tám nào đó mẹ đưa một cam nữa nè.
20 rồi chị ạ. Ừ. Đây cả nhà ơi, giờ Trâm tập trung vô làm cái này, cái gì ngày mai mấy chị nhớ thấy nha. Nhớ qua bên tiktok em coi like kia nha. Nhớ đóng xem ngày mai. Đợt này mẹ tính vô đúng rồi, trong lại riêng luôn. Lại lớn luôn. Mẹ cầm cái bảng lên mình coi nè, cầm ngang qua mình coi.